Thế hôm nay sau khi các anh chị chia sẻ với nhau lần thứ hai về sách Gióp, chúng ta đọc sách Gióp có 2 tuần. Một cuốn sách nội dung rất là phong phú nhưng mà chỉ được có 2 tuần. Phải chấp nhận cái giới hạn đó, bởi vì mình đọc toàn bộ Thánh Kinh cơ mà. Thế thì các anh chị nhớ lại là lần trước đó, tôi đã nói với các anh chị ở phần mở đầu là mình cần hiểu câu chuyện của ông Gióp như thế nào, đặt mình vào trong bối cảnh cuộc đời của ông Gióp. Rồi từ đó biết bao nhiêu chương, mấy chục chương sau này, nó là những vần thơ, nó là những áng thơ rất hay, nhưng mà nó được đặt trong bối cảnh cuộc đời của ông Gióp. Bởi vì thời giờ không có nhiều, cho nên lần trước thì tôi có phân tích 1-2 điểm ở chương 3. Hôm nay thì tôi sẽ nói đến cái phần độc thoại của ông Gióp từ chương 29 cho đến chương 31. Rồi một phần quan trọng nữa là câu trả lời của Chúa ở chương 38 đến chương 42. Tuần tới chúng ta sẽ sang một cuốn sách khác, nhưng mà nếu có thời giờ thì tôi sẽ viết thêm cái phần nhỏ để gửi cho các anh chị làm tài liệu, đó là ý nghĩa của sách Gióp. Tôi sẽ không trình bày, nhưng mà tôi chỉ gửi tài liệu thôi, bởi vì tuần tới ta sang sách khác rồi. Thế bây giờ nào, mời cả lớp nào, chúng ta mở sẵn Thánh Kinh ở trước mặt, chương 29, sách Gióp. Ở trong những chương trước á, các anh chị đã nghe bạn bè của ông Gióp lên tiếng. Và hàm ở trong những chia sẻ của họ là một cách kết án, nó không rõ lắm, nhưng mà là một cách kết án rằng chính vì ông Gióp ông ấy lắm tội, cho nên ông mới bị khổ như vậy. Hàm ở trong cách nói của họ. Ví dụ như là, tôi lấy ví dụ thôi, ở chương 20, khi ông Sô-pha người Na-a-mát, ông ấy nói thế này: này đây, những suy nghĩ của tôi thúc đẩy tôi trả lời. Người ta vừa cho tôi một bài học lại vừa nhục mạ tôi. Chẳng lẽ anh không biết thời nào cũng vậy thôi, kể từ khi con người được đặt trên trái đất, niềm vui của ác nhân thật là ngắn ngủi. Đứa vô đạo có hân hoan sung sướng chỉ trong chốc lát thôi. Nói như vậy thì hàm nghĩa rằng là ông có sung sướng thì chỉ trong chốc lát thôi, còn bây giờ thì ông khổ là bởi vì ông là kẻ ác, đúng không? Nói thế thì tát vào mặt người ta còn gì nữa. Rồi ông ấy kết luận cái bài nói của ông ấy thế này này: đó là phần Thiên Chúa dành cho đứa ác nhân, là số phận Thiên Chúa định cho nó. Ông bạn mình, ông ấy đang đau khổ như thế mà ông cho một bài như thế này thì rõ ra là lắm tội chứ còn gì. Và hàm ở trong cái lời kết án bạn mình có tội đó thì là một niềm tự an ủi rằng ta thánh thiện lắm cho nên ta mới bình yên như thế này. Thế các anh chị có lẽ là đã đọc hết rồi, tôi chỉ nói thoáng như vậy là bắt được vấn đề. Thế thì ông Gióp ông ấy cũng lên tiếng trả lời những bài chia sẻ của mấy ông bạn vàng đó, nhưng ông cũng không nói rõ lắm. Cái tâm tư rõ nhất của ông ấy là ở chương 29 cho đến chương 31 này. Cho nên tôi mới đề nghị cả lớp tập trung vào 3 chương này để thấy được tâm tư của ông Gióp. 3 chương này gồm 3 phần lớn. Phần thứ nhất đó là ông Gióp nhớ lại những ngày xưa tháng cũ đầy hạnh phúc. Các anh chị, nhất là các anh chị lớn tuổi ở trong lớp này có kinh nghiệm.
Lúc mà chúng ta gặp đau khổ hoặc là khi chúng ta thất bại đó, các anh chị có hay nhớ lại ngày xưa tháng cũ không? Y chang vậy. Nó là cái tâm lý rất tự nhiên của con người thôi. Lúc mà mình rơi vào cảnh đau khổ và thất bại, cái tự nhiên là mình nhớ ngày xưa tôi thế này, ngày xưa tôi được thế kia. Và người ta cũng có một nhận xét như thế này: khi mà ta thường nghĩ về quá khứ hơn là nghĩ tới tương lai thì ấy là dấu ta hơi có tí tuổi rồi. Người trẻ thì họ thường phóng cái nhìn về tương lai, còn người lớn tuổi thì lại hay nghĩ về quá khứ. Đặc biệt là những khi mà mình gặp thất bại và đau khổ thì tâm lý tự nhiên của con người là ta hay nhớ chuyện ngày xưa. Thế bây giờ mời cả lớp nào cùng đọc coi xem là ông Gióp ông ấy nhớ chuyện ngày xưa làm sao. Chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu 6 nhé. Ông Gióp tiếp tục ngâm nga như sau: ai sẽ làm cho tôi được như những tháng năm thở trước, như những ngày Thiên Chúa giữ gìn tôi, khi trên đầu tôi đèn người chiếu sáng, khi trong bóng đêm tôi bước đi theo ánh sáng của người, như những ngày mùa thu thịnh vượng, khi Thiên Chúa bảo vệ lều tôi ở, khi Đấng toàn năng còn ở với tôi và bên cạnh các con trai tôi quây quần, khi tôi rửa chân trong sữa chua, khi đá tiết ra dầu cho tôi như suối. Vâng, chúng ta ngừng ở đây nhé. Ông ấy nhớ lại những tháng năm thuở trước á, nó có những đặc tính như thế nào? Về mặt vật chất và thể lý, một cuộc sống rất sung túc, những ngày mùa thu thịnh vượng, thấy không? Đời sống vật chất rất sung túc, lại còn rửa chân trong sữa chua nữa. Chúa thì bây giờ mình uống sữa chua mà ông lại còn rửa chân ở trong sữa chua thì tôi cũng không hiểu. Đọc báo thì chỉ thấy vào các minh tinh điện ảnh mà họ tắm bằng sữa để cho da nó đẹp, chứ ai giờ ông Gióp ông cũng vậy. Thế rồi con cái, con trai, con gái quây quần chung quanh, một cuộc sống rất là ấm êm, rất hạnh phúc. Đấy là về mặt thể lý, về mặt vật chất. Nhưng mà chưa hết đâu, nó còn cả về mặt xã hội nữa này. Chúng ta đọc tiếp ở câu 7: khi tôi đi ra cổng ở gần thành và đặt ghế ngồi tại công viên, vừa thấy tôi các thanh niên lẩn trốn, các vị cao niên nhổm dậy đứng lên, các thủ lãnh ngừng nói và lấy tay che miệng, các vị lãnh đạo đều lặng lẽ làm thinh, lưỡi dính chặt với hàm, họ nghe tôi nói và chờ đợi, chăm chú theo dõi ý kiến của tôi. Tôi nói xong không một ai cãi lại, lời tôi nói như giọt mưa thánh thót. Họ chờ đợi tôi như chờ đợi mưa rào, mở miệng ra như để đón mưa mút. Họ chẳng dám tin dù tôi có mỉm cười với họ, nét mặt tôi thay đổi thế nào họ chẳng bỏ qua. Tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân, như người ủi an những kẻ ưu sầu. Rồi chúng ta ngừng ở đây. Ở đây cuộc sống của ông Gióp nó đầy đủ, không chỉ là về mặt thể lý và vật chất, nhưng nó mang một chiều kích xã hội. Nghĩa là ông ấy được mọi người kính trọng,
Đến độ ông ấy dám nói rằng tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ sống với họ như vua ở giữa ba quân. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Nó là một cái gì đó gắn vào cuộc sống tự nhiên của con người. Bây giờ các anh chị có một cái mụn ở chân và đồng thời có một cái mụn giống y chang như vậy ở trên mặt, thì các anh chị lo cái nào hơn? Tưởng lo cái ở chân hơn nhé. Một cách rất là tự nhiên thôi, ai cũng thế thôi. Các anh chị sẽ lo cái mụn ở trên mặt. Nó tại sao vậy? Mắc bệnh sĩ. Mặt tiền. Rất là dễ hiểu nhé. Bởi vì cái mặt của mình nó là cách thế mình hiện diện với cuộc đời. Cũng một vết thương đó ở chân tôi băng thế nào cũng được. Nhưng mà nếu ở trên mặt thì chắc là tôi băng bó là phải nghiêm túc lắm. Sao cho nó có mỹ thuật. Việt Nam mình mới nói là cái răng, cái tóc là góc con người là vậy. Và nhất là trong văn hóa của phương Đông, như lần trước chúng ta đã phân tích á, có thể ở phương Tây nó nặng chủ nghĩa cá nhân, cho nên ra ngoài đường muốn ăn mặc kiểu nào cũng được hết á. Nhưng ở Việt Nam mình cái tâm lý tự nhiên ra ngoài đường ăn mặc được, còn phải nghĩ đến là người ta dòm vào mình, người ta nghĩ làm sao. Nó có khía cạnh đó. Cho nên cái hạnh phúc của ông Gióp á, theo như những gì ông ấy nói ở đây, nó không chỉ đơn thuần là về mặt vật chất và thể lý, nhưng nó có một chiều kích xã hội ở đó. Và sở dĩ ông ấy được mọi người kính trọng như vậy là do cung cách ông ấy ăn ở với đời. Điều này chúng ta đọc tiếp những câu sau là chúng ta thấy rất rõ, từ câu 12 cho đến câu 17 chẳng hạn, sẽ thấy rất rõ. Bởi vì tôi giải thoát người nghèo khổ kêu cầu, và trẻ mồ côi không ai giúp đỡ. Tôi được người hấp hối chúc lành, tôi đem lại niềm vui cho lòng quả phụ. Tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân, lấy lẽ công minh làm mũ đội đầu và áo khoác. Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng, tôi xử kiện cho người xa lạ. Tôi bẻ gãy răng kẻ bất công, và giật mối khỏi nanh vuốt nó. Những câu mô tả cái cung cách sống thiệt hay. Những người mồ côi quá bụa trong xã hội Do Thái đó, vốn là một xã hội mà người đàn ông mới đáng kể. Có lẽ nó cũng giống Việt Nam của chúng ta ngày xưa đó. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Thành thử ra bây giờ một người phụ nữ mà chồng mất rồi, không có một nơi để mà nương tựa, đó là những người rất đau khổ trong xã hội. Cái cách dịch như thế này thì nó văn chương ấy, nhưng mà nó không có rõ lắm. Tôi được người hấp hối chúc lành thì được, chứ còn tôi đem lại niềm vui cho lòng quá phụ thì cái này phải dịch lại mới được. Nó không có lộ rõ là được cái ý nghĩa là bênh vực những người nghèo khổ, mà không chừng người ta hiểu theo nghĩa khác. Lại có nhiều người người ta lại xung phong để đem niềm vui cho quá phụ thì cho nên dịch thì văn chương đấy, nhưng mà nó không có lột được cái ý nghĩa chính ra phải làm đổi bật lên. Ấy, tóm tắt lại đó là khi ông Gióp, ông ấy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ. Đó là những ngày tháng rất êm đềm, rất đẹp đẽ, từ đời sống vật chất đến đời sống gia đình, đời sống xã hội. Nhớ lại như vậy rồi bây giờ nhìn vào thực tế thì làm sao? Nhìn vào thực tế thì ông ấy lên tiếng than thở nỗi khốn cùng của mình.
Nói chung chung thì là như vậy, nhưng khi ta phân tích ra thì các anh chị sẽ thấy có một cái gì đó đáng quan tâm hơn. Ở chương 30 từ câu 1 cho đến câu 15 đó thì rất là dài, tôi không có dám mời cả lớp đọc. Nhưng các anh chị đã đọc từ ở nhà rồi, cho nên ta thấy rất rõ trong 15 câu này mô tả một cảnh sống trái ngược hẳn với cảnh sống ngày xưa. Ngày xưa ông ấy giàu sang thế nào thì bây giờ ông ấy nghèo khổ ngược lại. Ngày xưa ông ấy danh giá trong xã hội như thế nào thì bây giờ ông ấy bị người đời khinh miệt chê cười. Ngay câu mở đầu đã nói, tôi bị những người ít tuổi hơn nhạo cười, cha ông họ từng bị tôi khinh rẻ và xếp vào hạng chó canh bầy vật. Ngày xưa đó, cha ông của đám trẻ đó thì ông ấy coi thường, mà bây giờ chính chúng nó coi thường ông. Nó đảo ngược hoàn toàn 180 độ. Họ gớm ghiếc và lánh xa tôi, nhổ vào mặt tôi không chút ngần ngại. Kinh hoàng ập xuống trên tôi, niềm hy vọng của tôi tiêu tan như gió thoảng, ơn cứu thoát của tôi biến mất tựa mây bay. Cái thực tế của hiện tại là ông ấy đánh mất tất cả. Nhưng điều mà tôi xin các anh chị quan tâm là chỗ này này, là ông ấy quay ra ông ấy than phiền Chúa, ông ấy than trách Chúa. Chúng ta đọc thử câu 20 coi, cho đến câu 23. Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Con trình diện Ngài, nhưng Ngài chẳng lưu tâm. Ngài đối xử với con tàn nhẫn, giương cánh tay mạnh mẽ đánh phạt con. Ngài nâng con lên cho cỡi mây đạp gió, làm con tan chảy trong giông tố bão bùng. Quả thật, con biết Ngài bắt con quay về cõi chết, về nhà hội ngộ của tất cả nhân sinh. Ông Gióp ông quay ra ông ấy than phiền Chúa, như thể Chúa là nguồn cơn của tất cả những nỗi khốn cùng mà ông phải chịu. Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Khi ta đọc cái câu này mà nhìn lại kinh nghiệm sống đức tin của ta đó, thì thưa các anh chị, có bao giờ mà các anh chị thốt lên cái tâm tình nó tương tự như vậy không? Ta sẽ thấy rất giống mình. Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Ông Gióp ông ấy hơn chúng ta ở chỗ là Thánh Kinh lập đi lập lại cái câu này. Ông ấy có than phiền trách móc thì có, nhưng ông chưa bao giờ ông ấy buông lời ông ấy xúc phạm đến Chúa cả. Thấy không? Và ông cũng không bỏ Chúa mà đi. Mình có lẽ không bằng được đâu. Nhiều khi mình không chỉ thốt lên là con kêu lên Ngài nhưng Ngài không đáp, nhưng mình có những cái lời lẽ nặng nề hơn nhiều. Không biết các anh chị có nghe tôi kể chuyện cho Chúa đi tắm nắng không? Hồi tôi coi xứ, có một ông thầy ông ở với tôi, mà nhà ông thầy thì ở trong giáo xứ, cho nên là ông vào làm việc thì chưa ăn cơm với tôi, xong ông lại đi về nhà ông thăm ba má. Chiều mới bảo, chiều hôm đó ông vào ông cứ khoe với tôi, chả hôm nay còn đi qua cái xóm đó, thấy cái nhà đó bao nhiêu tượng Đức Mẹ với các thánh cho ra sân hết, giữa trưa nắng như vậy. Ông mới lấy làm lạ, vào mới hỏi cái anh đó, mà sao là hôm nay mà Đức Mẹ với các thánh ra ngoài đường hết thế này. Anh hậm hực lắm, anh ấy nói, phơi cho mà biết, xin mãi mà không được, phơi cho mà biết nắng nôi nó khổ sở như thế nào. Ông đọc xích lô gần chết mà xin mãi không được. Hóa ra vậy.
Anh đạp xích lô giữa nắng vất vả như thế mà anh cầu xin Chúa, cầu xin Đức Mẹ, cầu xin các thánh có mỗi một điều mà xin mãi không cho. Cho nên bây giờ phơi cho mà biết nắng nôi khổ sở như thế nào. Chắc chúng ta thì không đến nỗi cho Chúa phơi nắng đâu. Thế nhưng mà mình cũng chưa chắc đã giữ được cái sự điềm tĩnh của ông Gióp. Mình đi quá đà hơn nhiều. Cái phản ứng tự nhiên của kẻ tin là như vậy. Mình cho rằng Thiên Chúa là nguồn mọi phúc lành, và đồng thời Thiên Chúa cũng lại là nguồn mọi đau khổ. Khổ như vậy. Và vì thế khi mà ta gặp đau khổ đó thì ta dễ quy gắn trách nhiệm cho Chúa. Và ở câu 24, ông ấy thốt lên một lời rất cay đắng thế này: nào tôi đã chẳng giơ tay trợ giúp kẻ khốn cùng, kêu cứu lúc lâm nguy. Nào tôi đã chẳng khóc người lầm than vất vả, chẳng động lòng thương kẻ túng nghèo. Khi ông ấy thốt lên cái câu đó đó, ông ấy muốn diễn tả rằng trong cuộc sống của ông ấy, khi gặp những người bất hạnh ấy, thì ông ấy ra tay nâng đỡ. Vậy mà bây giờ đến khi ông ấy rơi vào cảnh bất hạnh thì không những không có ai ra tay nâng đỡ mà Chúa cũng chẳng ra tay. Mà trong cái lời trách móc, Chúa cũng chẳng ra tay. Mọi sự lại quy về Chúa thôi. Đấy, và sau khi kể lể những nỗi khổ sở hiện tại của mình như vậy, thì ông Gióp rõ ràng đưa ra lời biện hộ cho sự vô tội của mình. Đó là phần thứ ba trong cái cuộc độc thoại của ông, biện hộ cho sự vô tội. Ở trong phần này các anh chị để ý này, ông ấy đưa ra những chi tiết để chứng minh cuộc sống của ông là cuộc sống của một người công chính trong các mối tương quan nền tảng của đời người, mối tương quan với Thiên Chúa này, mối tương quan với bản thân này, mối tương quan với tha nhân này. Và có một điều mà ông ấy hơn chúng ta ngày hôm nay, mối tương quan với môi trường tự nhiên. Những điểm mà ông Gióp ông ấy kê ra để chứng minh là ông ấy có một cuộc sống công chính, chứ ông không phải là kẻ tội lỗi. Nó nằm ở chương 31 đó. Chúng ta sẽ để ý từng điểm một. Để ý không phải là về ông Gióp mà thôi, nhưng mà là một dịp đối chiếu về chính đời sống của mình. Các anh chị để ý câu 5 cho đến câu 8, chương 31. Giả như tôi đồng hành cùng gian dối và chân tôi dồn bước với điêu ngoa, thì Thiên Chúa cứ cân tôi trên bảng cân chính xác, và người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn. Nếu chân tôi đi chệch đường, lòng chiếu theo con mắt và tay dính vết nhơ, thì cái tôi gieo người khác sẽ hưởng, và các mầm non tôi trồng đều bị nhổ đi. Giả như tôi đồng hành cùng gian dối. Những câu này chứng minh ông Gióp là một người sống ngay thẳng, không chấp nhận đồng lõa với gian dối. Nói về chuyện gian dối này trong xã hội hiện tại của chúng ta thì thấy ông ấy quá tốt. Bởi vì ngày hôm nay ta đọc báo để thấy gian dối nó tràn lan khắp các lĩnh vực, kể cả trong những lĩnh vực được gọi là nghiêm túc nhất, đó là giáo dục. Mà cũng không phải chỉ ở học sinh sinh viên, ngay cả hàng các nhà giáo mà cứ đọc báo cứ thế
nào là cao học, nào là thạc sĩ, nào là tiến sĩ, cũng cứ toàn copy cả. Lên đến cỡ đấy mà lại cứ copy cả, thế thì còn học sinh, sinh viên ở dưới thì làm sao? Rồi đến cả hiệu phó đại học, rồi hiệu trưởng trung học, người ta quy ra rồi cũng lại bằng cấp giả nữa, thế thì học sinh, sinh viên thì làm sao mà nó ngay thẳng được? Thế mà ông Gióp ở đây là ông ấy khẳng định rõ ràng là giá như tôi đồng hành cùng gian dối. Ông không có đồng loạn với gian dối bao giờ. Điểm kế tiếp nhé, chúng ta phải mở ra đằng sau cái câu 38 và câu 40 đó. Đối với chúng ta là rất mới đó. Rất mới đó. Giả như đất của tôi kêu lên đòi báo oán, và những luống đất cùng nhau khóc òa. Giả như tôi đã ăn quỵt hoa màu ruộng đất, lại làm cho chủ đất chút hơi thở cuối cùng, thì thay vì lúa mì, gai góc sẽ mọc lên, thay vì lúa mạch, cỏ dại sẽ nảy mầm. Tôi nói là một điều rất lạ là bởi vì ông Gióp sống cách chúng ta 30 thế kỷ. Mà ông ấy đã có một ý thức về môi trường mà ngày hôm nay mình không có. Các anh chị đọc sách lịch sử có nhớ gọi là ngày Sa-bát thì đã vậy, nhưng mà trong Thánh Kinh còn có một khái niệm gọi là năm Sa-bát, nhớ không? Đấy, 7 năm thì nghỉ một lần, và con người ta nghỉ, nhưng mà đất đai cũng được nghỉ nữa. Hay vậy đó. Cách chúng ta mấy chục thế kỷ mà người ta đã có một ý niệm về môi sinh đẹp như thế. Còn thời của mình đó, bây giờ là mình đâu có tôn trọng môi sinh đâu. Mình phá rừng này, rồi các xí nghiệp sản xuất làm ô nhiễm toàn bộ môi trường sinh sống, từ không khí để thở cho đến nước để uống. Mình làm cho bị ô nhiễm hết. Ý thức của mình về môi trường rất là kém. Vậy mà ông Gióp cách đây 30 thế kỷ mà ông ấy đã nói những câu như thế này, đáng cho chúng ta khâm phục. Thế rồi ta trở ngược lại phía những câu đầu, từ câu 9 cho đến câu 12. Nếu tôi để lòng mê theo phụ nữ, hay rình rập ngoài cửa nhà tha nhân, thì vợ tôi phải kéo cối xây cho người khác, và thân xác nàng bị người ta chiếm đoạt. Đó quả là một tội tày trời, tội ác đáng trừng phạt. Đó là ngọn lửa đốt tan âm phủ, thiêu rụi cả mùa màng của tôi. Khi ta đọc Cựu Ước, ta thấy cái chuyện mà gian dâm ngoại tình được nói đến nhiều lắm. Cho nên không phải thời nay mà là từ thời xưa, đó đã là một cơn cám dỗ rất nặng nề đối với con người. Nhưng mà bản thân ông Gióp thì ông ấy khẳng định là ông ấy sống đàng hoàng, không có chuyện gian dâm ngoại tình. Rồi tiếp đó ở câu 13 cho đến câu 15 thì thử xem cách ông ấy ứng xử với những người dưới quyền ông ấy ra làm sao. Giả như tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi, thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy, khi người cha hỏi tôi đáp lại thế nào? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. Câu rất hay nhé. Ông Gióp không những chứng minh cho một đời sống nghiêm túc, ngay cả với những người tôi tớ làm việc trong nhà của ông, ông ấy vẫn có một sự tôn trọng. Và sự tôn trọng này được đặt trên căn bản của đức tin, đức tin vào Thiên Chúa tạo dựng. Anh chị có để ý cái câu 15 không? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Đấy, một cái nhìn của đức tin.
Tin vào Thiên Chúa là đấng tạo dựng. Tạo dựng bản thân tôi và tạo dựng anh em của tôi. Như vậy anh chị em tôi và tôi đều từ một nguồn mà ra, là Thiên Chúa. Vậy thì tôi phải tôn trọng người ta, cũng giống như tôi tôn trọng bản thân mình vậy. Nó có một nền tảng đức tin trong cách nói của Job này, mà nhiều khi đọc thoáng qua ta không lưu ý. Thực sự là mẫu mực cho ta. Đó là lý do mà tôi muốn các anh chị theo dõi từng câu một đó. Rồi ta đọc tiếp ở câu 16 cho đến câu 20 coi. Phải chăng tôi từ chối ước vọng của người nghèo, làm cho mắt quá phụ mỏi mòn vì trông ngóng? Phải chăng tôi ăn bánh một mình, không chia phần cho kẻ mồ côi? Từ thuở thanh xuân tôi đã nuôi nó như một dưỡng phụ, và đã hướng dẫn nó ngay lúc tôi lọt lòng mẫu thân. Phải chăng tôi đã thấy một kẻ khốn cùng không áo mặc, thấy một người nghèo không mền đắp, mà họ lại không chúc lành cho tôi, vì nhờ lông chiên của tôi mà được ấm? Đấy, đối với người nghèo thì là như vậy. Ông ấy không phải là một người cứng lòng trước người đau khổ, mà ông ấy giống như người Samari nhân hậu. Thấy một người đau khổ thì ông ấy dừng lại, xuống khỏi ngựa để giúp đỡ. Cho nên đời sống không những công bằng mà là bác ái. Tiếp theo đó là câu 24 và câu 25. Phải chăng tôi lấy vàng làm bảo đảm, và nói với vàng ròng, ngươi là chốn an toàn của ta? Phải chăng tôi mừng vui vì có nhiều của cải, vì tài sản do tay tôi làm ra? Ở đây là một câu rất đáng cho chúng ta, những người sống ở trong thời kinh tế thị trường, quan tâm. Bởi vì nhiều khi mình cũng rất là dễ bị cám dỗ lấy vàng làm bảo đảm, và không nói ra miệng nhưng mà nói trong lòng với vàng rằng ngươi là chốn an toàn của ta. Không nói ra miệng nhưng mà nói trong lòng. Bằng chứng là khi thức dậy thì phải nhớ rờ ngay xem là cái cây đó nó có còn không. Đi đâu xa về đến nhà thì phải mở ngay ra xem là nó có còn hay không. Ngươi là chốn an toàn của ta. Cho nên thời của ông Gió vẫn ngẫu tượng đã không phải chỉ là chuyện bỏ Chúa mà đi theo các thần ngoại giáo, nhưng mà ngẫu tượng còn là tiền bạc. Thời Chúa Giêsu ngẫu tượng cũng đã là tiền bạc rồi. Chúa Giêsu đã đặt tên cho là Mammon, Mammon. Còn Gió là có một lập trường rất rõ ràng, không chạy theo các ngẫu tượng. Và một thái độ nữa rất gần với phúc âm, chứ không chỉ là thánh kinh cựu ước nha. Ở câu 29 và câu 30. Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn, và hoan hỉ khi nó gặp tai ương? Không, tôi không để cho lưỡi tôi phạm tội, không lấy lời nguyên rủa mà phó mặc hồn nó cho tử thần. Anh chị có ngạc nhiên về cái câu này không? Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn, và hoan hỉ khi nó gặp tai ương? Nếu mà ông ấy mừng vui khi kẻ thù của ông lâm nạn thì mình cũng có thể nghĩ thì cũng tốt thôi chứ sao? Đúng không? Vậy mà Gióp đặt ra câu hỏi, và đặt ra câu hỏi như vậy hàm nghĩa rằng ông ấy không mừng vui khi kẻ thù lâm nạn. Và như vậy có phải là ông ấy gần gũi với phúc âm? Ông ấy không chỉ dừng lại ở cái luật là mắt đền mắt, ở răng đền răng, mà ông ấy đã đến gần với lời dạy của Chúa Giêsu là hãy cầu nguyện cho chính kẻ làm hại mình. Nói thật là cái này mà so với chúng ta là có khi mình thấy mình còn thua xa. Bởi vì nhiều khi mình không nói ra miệng nhưng mà mình cũng âm thầm cầu xin với Chúa, thì Chúa bẻ cổ cái thằng ấy cho nó biết
Chúa cho nó một bài để cho nó sáng mắt nó ra. Chứ mình đâu có thái độ được như của ông Gióp đâu. Cho nên đáng phục lắm. Và có một điều rất lạ thế này này. Thời nào cũng vậy thôi. Cái cách ứng xử của con người vẫn là cách ứng xử độc ác. Nhưng mà tự thâm sâu lòng người ta thì người ta lại vẫn kính phục những người có một cách ứng xử đầy khoan dung và độ lượng. Tự thâm sâu người ta vẫn có sự kính trọng. Hôm nọ tôi đọc sách tôi thấy không biết tạp chí nào nổi tiếng ở thế giới nó thử làm một cái bảng thăm dò. Giả như bây giờ cả thế giới có một nhà lãnh đạo duy nhất thôi thì bạn sẽ bầu cho ai? Thế ông này là ông được nhiều phiếu nhất này. Nelson Mandela. Dĩ nhiên là có thể nó không phản ánh thực tế của thế giới, nhưng mà cái cuộc thăm dò nó cũng nói là một cái gì. Và Nelson Mandela thì các anh chị biết rồi, một người đã phải sống ở trong tù 37 năm bởi vì ông ấy chống lại apartheid, cái kỳ thị chủng tộc á, ở Nam Phi á. Rồi cuối cùng được thả ra và làm tổng thống á. Mà trong lời tâm sự của ông ấy có một khúc mà đối với tôi là rất đáng quý. Ông ấy nói thế này này. Khi ông ấy bước chân ra khỏi nhà tù, trong giây phút đó ông ấy ý thức được rằng nếu tôi còn tiếp tục giữ lòng hận thù đối với những người giam cầm tôi thì tôi vẫn chưa ra khỏi nhà tù. Câu hay quá. Đã ra khỏi nhà tù nhưng vẫn còn giữ lòng căm thù đối với những người làm hại mình thì hóa ra mình vẫn ở trong nhà tù. Chỉ khi nào mình tha thứ cho người ta thì mới thực sự là mình được giải thoát. Và cả thế giới kính phục con người này là vì thái độ đó. Thì một thái độ khoan dung độ lượng. Cho nên dù cuộc sống bình thường của người ta vẫn có những gian ác đấy, nhưng thâm sâu lòng người ta vẫn kính phục những ai mà có cách sống, cách ứng xử khoan dung độ lượng. Ông Gióp này thời đó mà ông ấy thốt lên được những câu như thế này thì quả là tuyệt quá. Và ông ấy nói tất cả những cái điều đó để chứng minh rằng là ông ấy là một người vô tội, một người công chính. Chứ không phải là như bạn bè ông ấy nói là tại vì ông lắm tội cho nên Chúa mới phạt ông như thế. Thành thử ra tôi có ý mời cả lớp tập trung vào cái đoạn độc thoại của ông Gióp này này, để mình hiểu được tâm tư của một người vô tội mà phải chịu đau khổ. Thực sự là đối diện với một mầu nhiệm. Bạn bè của ông ấy thì cứ đưa ra những lập luận về mặt lý trí đạo đức để giải thích. Nhưng mà bản thân của ông Gióp ấy, thì ông ấy cảm nhận rõ ràng tôi không có làm gì nên tội. Cho nên cứ dựa vào những phạm trù và những lý luận quen thuộc đó thì tôi không được thuyết phục. Ở đây chúng ta đối diện với một điều mà có một triết gia phân tích rất tốt đấy, gọi là sự khác biệt giữa vấn đề và mầu nhiệm. Xin phép ghi vào đây từ tiếng Pháp problem và Mr. Bạn nào mà học tiếng Anh thì cũng gần gần vậy thôi. Problem, mystery. Vấn đề, problem. Chúng ta thường dùng cái từ vấn đề lắm. Dễ hiểu nhất. Problem cũng là một bài toán. Khi các anh chị và tôi làm toán thì mình có đáp số, đúng không? 2 cộng với 2 là nếu là 5 thì sai, còn nếu là 4 thì đúng. Đấy, mình có đáp số.
Cho nên cái mà gọi là vấn đề đó là một điều gì đó mà tôi đối diện với nó từ phía đằng trước này, và tôi giải quyết một lần xong. Bài toán kinh tế, bài toán xã hội, tôi giải quyết một lần xong. Vấn đề là như vậy, nhưng mầu nhiệm thì không như thế. Mầu nhiệm không phải là một cái gì đó ở trước mắt ta để ta giải quyết một lần là xong tất cả. Nhưng mầu nhiệm là một điều gì đó bao trùm đời sống của ta. Ta suy nghĩ về nó, nhưng ta không tìm ra một đáp số như khi giải một bài toán. Ta suy nghĩ về nó và đồng thời ta bị nhận chìm ở trong nó. Ta đau khổ, ta hạnh phúc, ta hy vọng, ta thất vọng, ta ước mơ, ta bực bội ở trong nó. Người ta nói đến ba mầu nhiệm lớn nhất ở trong cuộc đời chúng ta: tình yêu, đau khổ và sự chết. Ông Job đang đối diện với vấn đề này. Ta gọi vấn đề, quen miệng gọi là như vậy, thực sự là một mầu nhiệm. Đấy, các anh chị cứ thử suy nghĩ xem có đúng không. Bây giờ về tình yêu chẳng hạn, các anh chị có giải quyết tình yêu như là giải quyết một vấn đề 2 cộng với 2 là 4 xong cái mình không còn phải nghĩ đến bao giờ nữa không? Hay là trong thực tế khi mà mình sống ở trong tình yêu á, mình suy nghĩ về tình yêu đấy hạnh phúc lắm nhưng mà cũng đau khổ lắm. Rồi nhiều khi mình cũng muốn dứt bỏ đấy, nhưng mà quyết định dứt xong rồi tối lại không ngủ được, xong rồi mai lại tiếp, xong rồi lại dứt lại tối lại không ngủ được. Cứ thế đấy, có đúng không? Không biết. Mầu nhiệm đấy. Đau khổ cũng vậy và sự chết cũng vậy. Nó không phải là cái gì ở trước mắt tôi để tôi đối diện và tôi giải quyết một lần xong. Có một đáp số rõ ràng, không phải bận tâm gì nữa. Không phải. Nhưng thực sự là một mầu nhiệm, có nghĩa là cả cuộc sống, cả con người của tôi bị nhẫn chìm ở trong đấy. Cho nên khi ta đối diện với đau khổ là ta thực sự đối diện với một mầu nhiệm. Ta không tìm ra được một lời giải đáp nó rõ như là làm một bài toán. Cái tâm tư của ông Job ở chỗ này gần như vậy. Vậy thì khi ông Job ông ấy than thở như thế, những lời than thở nghe cháy ruột cháy gan như vậy đó, thì Chúa phản ứng làm sao? Chúng ta mở chương 38 ra. Và khi tìm hiểu cái phần này thì các anh chị cũng sẽ thấy nó mầu nhiệm thôi. Chứ mình không có thấy có được một lời giải đáp cho nó rõ ràng ra. Có một nhà văn công giáo rất nổi tiếng người Pháp đã nói thế này: Chúa Giêsu đến cuộc đời này không phải là để giải quyết vấn đề đau khổ, mà là để đồng hành với chúng ta khi ta đau khổ, chứ không giải quyết. Đau khổ nó vẫn có trong cuộc sống của những người tin Chúa. Khi tin vào Chúa, mình không được miễn trước khỏi khổ. Nếu mà tin vào Chúa mà được miễn trước khỏi khổ thì chắc là người ta theo đạo hết rồi. Tin vào Chúa, cuộc đời của mình vẫn tràn ngập những đau khổ, có khi còn hơn ngày xưa. Mấy anh chị Tân Tòng than thở với tôi: trước khi con theo đạo con xin cái gì Chúa cũng cho hết, bây giờ xin hoài không được. Mình tin Chúa thì cuộc sống của mình vẫn có những đau khổ như thế. Nhưng mà niềm tin đó nói với mình rằng trong những đau khổ đó Chúa Giêsu ở với mình. Tôi nghĩ rằng có lẽ đấy là một trong lý do thâm sâu nhất để thánh giá trở thành trung tâm của đời sống Kitô hữu. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh đau khổ của cuộc đời,
Khi ta nhìn thánh giá, ta cảm nhận được rằng Chúa Giêsu ở với mình. Chứ nếu mà chỉ thấy Chúa Giêsu ngồi ở trên ngai thôi thì lúc mà chúng mình đau khổ khó thấy Chúa ở gần. Thế bây giờ khi ông Gióp ông ấy than thở như vậy đó, thì Thiên Chúa trả lời làm sao? Chúa có hai bài nói. Bài thứ nhất là ở chương 38 cho đến hết chương 39, dài lắm. Có chăng thì tôi sẽ mời các anh chị đọc một vài câu thôi để biết. Và bài nói chuyện thứ hai của Chúa đó là ở chương 40 sang chương 41. Thế bây giờ chúng ta xem trong lần ngỏ lời thứ nhất đó, Chúa nhấn mạnh cái gì? Ta đọc thử một vài câu thôi nhé. Từ câu 4 cho đến câu 7 coi. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã chăng dây đo? Ngươi biết mà. Đế của nó lấy chi làm điểm tựa? Đá góc của nó ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng, và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô. Đại khái ở trong bài nói chuyện thứ nhất này này, là trước hết Chúa nói với ông Gióp về những kỳ công trong công trình tạo dựng vũ trụ. Và vũ trụ này được tạo dựng thì như chúng ta học giáo lý đó, học thần học đó, ta không nhìn thấy Chúa đâu cả. Nhưng mà khi ta chiêm ngắm vũ trụ huy hoàng, trật tự, ngăn nắp, thì ta khám phá ra rằng vũ trụ này phải có một đấng làm nên nó. Thấy không? Cho nên vũ trụ này nó biểu lộ quyền năng và sự khôn ngoan của đấng tạo hóa. Thế thì Chúa mới đặt câu hỏi với ông Gióp rằng: ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Ngươi ở đâu? Đã có đâu mà ở? Chúa đặt ra những câu hỏi rất lớn. Những kỳ công của công trình tạo dựng, đặt nền móng cho trái đất, vạch ranh giới cho đại dương, rồi điều hành ánh sáng cho vũ trụ. Đó là về công trình tạo dựng. Sau đó Chúa lại còn nói đến những điều kỳ diệu trong vũ trụ, mà cụ thể là về vấn đề thời tiết. Ở câu 22 chẳng hạn, cho đến câu 25 thôi, chứ còn nếu không thì dài lắm. Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết, hay đã thấy kho mưa đá ở đâu? Những thứ đó ta để dành cho thời khốn quẫn, cho những ngày loạn lạc chiến tranh. Ánh sáng tỏa ra theo hướng nào? Trên mặt đất gió đông thổi về đâu? Ai đã xẻ mương cho nước lũ, vạch đường cho sấm chớp? Thực sự là cái cách diễn tả như thế này đó là nó phát xuất từ một vũ trụ quan cổ xưa. Mà ngày hôm nay nếu ta chỉ dừng lại ở cái nhìn của khoa học á, thì mình sẽ cảm thấy khó hiểu. Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết hay đã thấy kho mưa đá ở đâu? À, như vậy là mưa tuyết đấy là Chúa chứa ở trong kho. Đến mùa đông xong rồi người mới lấy ở trong kho đó, người rải ra. Thực sự cái vũ trụ quan của người ngày xưa nó rất đơn giản. Nó gần với cái kinh nghiệm bình thường của chúng ta khi quan sát thế giới. Bây giờ các anh chị đi biển Vũng Tàu nhé. Cái này tôi đã nói lúc mà học về sách sáng thế rồi, cứ nhắc lại thôi. Đi ra biển Vũng Tàu, có phải là ta thấy trái đất của mình nó mặt phẳng như thế nào? Đúng không? Và ta thấy chân trời làm sao? Giống như cái bát úp bên này. Rồi ở dưới này thì lại có nước, là biển. Mình thấy rất là tự nhiên như vậy đó. Thế bây giờ giải thích làm sao mà lại có mưa? Dạ thưa, có nước ở trên vòm trời này. Đấy,
Thế thì có lẽ cái kho chứa tuyết thì Chúa để ở đây chẳng hạn. Bao giờ mà người muốn cho tuyết thì cái kho nó sẵn đây, là người cứ thả xuống thôi. Thế rồi thì người gắn robinet ở đây. Đấy. Chiều tối hôm nay là người mới mở sơ sơ thôi. Đến cỡ tháng 7 thì người mở to ra. Thì là mưa nó to thôi. Rất dễ hiểu. Người lại gắn thêm một cái đèn to ở đây nữa, gọi là mặt trời. Và gắn thêm cái đèn nhỏ nữa là mặt trăng. Rất dễ hiểu. Vũ trụ quan của người ngày xưa là như thế. Đọc Thánh Kinh mình giữ ở trong đầu cái nhìn như vậy. Chứ bây giờ mình lấy cái nhìn của khoa học hiện đại để mà mình phê phán thì không ổn nhé. Lấy cái diễn từ thứ nhất này, nhằm mục đích để trả lời cho vấn nạn của ông Gióp á, mà ngay phần đầu của chương 38 Chúa gợi lại. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Hàm ở trong lời này là nhắc lại cái suy nghĩ của ông Gióp. Ông ấy có thể cho rằng là thế giới này, vũ trụ này nó chẳng có kế hoạch gì cả, chẳng có định hướng gì cả, chẳng có sự quan phòng gì cả. Chúa nhắc lại cho mà thấy từ công trình tạo dựng cho đến những điều kỳ diệu ở trong vũ trụ này. Chính Chúa đã thiết định những lề luật để điều khiển vũ trụ và định hướng nó. Cho nên không những là Ngài tạo dựng mà Ngài còn tiếp tục bảo tồn vũ trụ và thế giới này mà chúng ta gọi là quan phòng. Quan phòng. Đấy, trong diễn từ thứ nhất Chúa nhấn mạnh điều đó. Ở diễn từ thứ hai là chương 40 cho đến hết chương 41 đó. Ở đây có hai con thú mà Chúa nhắc tới. Bản dịch chúng ta có trong tay đọc tên là con thú Behemoth và con giao long. Tôi đọc ở trong một cái bản chú giải tiếng Anh ấy, thì người ta dịch cái con Behemoth này nó giống như là con hà mã. Đấy. Giống như con hà mã. Còn cái con thứ hai ấy, gọi là Leviathan thì ở đây dịch là con giao long. Nhưng mà điều tôi muốn các anh chị quan tâm là thế này. Dịch là hà mã, giao long thì cái chuyện đó của các nhà chuyên môn. Nhưng mà điều chúng ta nên quan tâm đó là hai con thú này. Nó được coi như là biểu tượng cho sự hỗn mang. Biểu tượng cho sự hỗn mang. Chẳng hạn như khi ta đọc sách Sáng Thế câu đầu tiên. Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Đấy, đó là cái sự mô tả về cái cảnh hỗn mang. Cảnh hỗn mang. Và từ cảnh hỗn mang đó, Thiên Chúa mới tạo dựng, có nghĩa là mới đặt cho vũ trụ và thế giới này một trật tự để trong đó con người được sống. Thế thì hai con thú này này, nó là biểu tượng cho sự hỗn mang ngay từ thuở đầu tạo dựng. Và Thiên Chúa đặt câu hỏi với ông Gióp đó là ông ấy làm gì để có thể chế ngự được cái sự hỗn mang đó. Thế cho nên Chúa đặt câu hỏi này, ai có thể chộp được mắt nó và lấy giáo xiên thủng mũi nó được? Liệu ngươi có thả câu mà bắt được con giao long, lấy dây buộc lưỡi nó, dùng cây sậy xỏ vào lỗ mũi, lấy móc câu chọc thủng xương hàm nó không? Những cách mô tả có vẻ nó rất là cụ thể, nhưng mà diễn tả cái điều đó. Ông Gióp hoàn toàn không có khả năng làm chuyện đó. Và ông không thể hiểu được điều đấy. Thế cho nên cái cách trả lời của Chúa trong phần diễn từ này, Chúa không trả lời một cách nhẹ nhàng, mà ngược lại Chúa đặt ra những câu hỏi. Anh chị thấy rõ gì? Chúa đưa ra những lời chất vấn
để nói đến những kỳ công mà người thực hiện trong vũ trụ. Mà ông Gióp chỉ là một chấm rất nhỏ trong vũ trụ này, ông không hiểu nổi những gì Chúa thực hiện. Chúa dồn ông ấy vào chân tường, tôi nói từ bước đầu. Ông ấy thực sự bị lôi ra khỏi nỗi đau bé nhỏ của mình để mang lên một tầm nhìn của vũ trụ, một tầm nhìn của thế giới, một tầm nhìn rất lớn. Và lúc đó ông ấy đối diện với một mầu nhiệm, chứ không chỉ ngưng lại trong nỗi đau bé nhỏ của riêng mình mà thôi. Thế chúng ta không có thời giờ nhiều, như tôi nói lúc đầu thì để tôi sẽ ráng viết một cái phần cuối, một ít gợi ý về ý nghĩa của sách Gióp gửi đến cho các anh chị vào tuần sau. Thế còn tuần tới thì chúng ta đọc sách gì? Ta sẽ cùng nhau đọc và chia sẻ sách Diễm Ca nhé. Và sách này thì chúng ta chỉ đọc có một tuần thôi, rồi sau đó sẽ đọc sách Giảng Viên.